Công ty Liên doanh Y học Việt Hàn Vicomed được thành lập năm 2007, là doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật số công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam, sản xuất và phân phối các thiết bị tiên tiến như X-quang kỹ thuật số, C-arm và cung cấp hệ thống thông tin hình ảnh y tế. Dựa trên công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, chúng tôi muốn đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển công nghệ và y tế cộng đồng. Chúng tôi đóng góp, cống hiến cho xã hội thông qua việc tạo ra nhiều việc làm hơn và xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm. Vicomed tập trung giá trị cốt lõi vào việc liên tục đổi mới ba nhân tố chính: nhân lực, sản phẩm, quy trình. Nhà máy Vicomed có quy mô 10.000 m2, đặt tại khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Vicomed tự hào là nhà máy được cấp giấy phép sản xuất máy X-quang đầu tiên của Việt Nam và đến nay là nhà máy công nghệ cao duy nhất ở Việt Nam sản xuất máy X-quang. Vicomed đã được tiếp nhận nhiều dự án trong lĩnh vực y tế lớn bậc nhất Việt Nam, dự án xây dựng bệnh viện Yên Bái được viện trợ phát triển chính thức từ chính phủ Hàn Quốc, ba dự án JICA của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, dự án KfW của Ngân hàng Tái thiết Đức. Trải qua 13 năm hoạt động và phát triển, nhà máy của chúng tôi đã có 150 nhân viên làm việc, trong đó phần lớn kỹ sư được đào tạo chuyên sâu từ nước ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy Vicomed đạt công suất 600 sản phẩm mỗi năm và đã cung cấp cho toàn thị trường Việt Nam hơn 1.000 máy X-quang. Trong đó phải kể đến một số khách hàng tiêu biểu là những bệnh viện hàng đầu cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Hồng Ngọc, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Chợ Giấy Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hữu Nghị. Với cơ sở vật chất hiện đại và công nghệ được chuyển giao từ Hàn Quốc, Vicomed tự hào mang đến những sản phẩm mang chất lượng quốc tế với giá thành cạnh tranh. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho bệnh viện, trong đó bệnh nhân là những người được hưởng lợi ích nhiều nhất. Ngoài ra, chúng tôi cam kết cung cấp những dịch vụ hoàn hảo nhất với đội ngũ kỹ thuật viên luôn thường trực 24/24, sẵn sàng phúc đáp, phục vụ khách hàng và dịch vụ bảo hành 12 tháng sau khi lắp đặt. Tại những bệnh viện khi lắp đặt nhiều thiết bị, chúng tôi có đội ngũ kỹ sư luôn thường trực để trực tiếp hướng dẫn, bảo trì và sửa chữa máy. Công ty Liên doanh Việt Hàn hay là Vicomed thì vào Việt Nam cũng được hơn chục năm rồi. Và các máy của Vicomed, đặc biệt là X-quang của Vicomed, từ khi thành lập đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã sử dụng ở nhiều nơi, và đặc biệt ở Bạch Mai cũng đã sử dụng các máy của Vicomed trong giai đoạn đầu, và cho đến bây giờ vẫn sử dụng các máy X-quang của Vicomed. Tôi cũng có thể thăm nhà máy thì đây là cái công ty và cũng làm việc tốt, máy móc và trang thiết bị cũng đáp ứng được yêu cầu. Giá cả thì hợp lý và cái chất lượng cũng khá tốt so với các công ty khác của trên thế giới, thì cái máy của Vicomed cũng đáp ứng yêu cầu trong chẩn đoán, đặc biệt các máy kỹ thuật số. Trung tâm Đa khoa Bạch Mai của chúng tôi đã sử dụng hệ thống máy X-quang kỹ thuật số của bên Vicomed, và với hệ thống kỹ thuật số này thì đã đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ chất lượng bệnh nhân của chúng tôi và đưa ra được những chất lượng hình ảnh rất tốt. Giải quyết được vấn đề sự chờ đợi của bệnh nhân và giải phóng được cái công việc nặng nhọc đối với kỹ thuật viên. Và ngoài ra cái bên Vicomed thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu khi mà vấn đề sửa chữa bảo hành bảo trì đối với sự cố xảy ra đối với các hệ thống máy quan của chúng tôi. We are very proud to be the very first and only X-ray manufacturer in Vietnam. Vicomed has the most advanced technology from Korea, the most skillful engineers who are trained overseas. We are proudly pride of products made in Vietnam and complying with international standards such as ISO 13485 2016. For the future, we're committed to bringing the best products with the highest quality and lowest possible price
to the Vietnamese people. Hi, I'm Seo Chang, chairman of Vicomed. Our mission is to bring the latest technology innovation to Vietnam through expanding the partnership with global companies around the world and accordingly providing a total health solution to all Vietnamese. In 2020, we will step by step expand our business to foreign markets. Asian neighbors and other Asian countries are what we are aiming at right now. I'd like to thank all the customers who have trusted us and been going with us from the very beginning. I greatly appreciate your support and I'm looking forward to our long-term cooperation in the future. Thank you.